Hán cô hồn, mang ngay vật này cho người, nếu không muốn ma quỷ quấy phá, tiền bạc đợi nàng ra đi. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, tháng cô hồn thường bị coi là thời điểm xui xẻo nhất trong năm, là tháng của những điều đen đủi. Thời khắc mà Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan cũng là lúc mà quỷ được dịp tự do trở về dương gian. Vậy nên cõi trần sẽ không tránh khỏi sự xáo trộn. Một số người yếu bóng vía còn có thể bị ám ảnh bởi cảm giác có ai đó đang dõi theo hoặc quấy phá mình. Vậy nên, đa phần đều mang tâm lý sợ hãi, từ đó hình thành sự kiêng kỵ đối với mọi việc, từ lớn đến nhỏ trong tháng 7 âm lịch. Vậy làm thế nào để ta có thể hóa giải được tai ương xui xẻo trong tháng cô hồn? Bí quyết rất đơn giản. Trong phong thủy có những vật phẩm mang ý nghĩa như chiếc búa hộ mệnh, giúp bảo vệ, che chở cho chủ nhân trước tà ma chiếm khí. Hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu xem đó là những vật dụng nào. Mời quý vị hãy theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, tháng 7 âm hay còn gọi là tháng xá tội vong nhân là một trong những tín ngưỡng dân gian mang yếu tố tâm linh được người Việt coi trọng. Ngoài những lễ tiết cúng bái, nhiều người quan niệm rằng trong dịp này có những thứ được coi như bùa bình an nên mang bên mình để cầu mong cho gia đình cùng những người thân yêu được may mắn, hạnh phúc. Vậy đó là những vật gì mà có tác dụng thần kỳ đến vậy? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu ngay sau đây. Vật đầu tiên mà chúng ta nên mang bên mình chính là muối. Chắc hẳn quý vị đã từng rất nhiều lần nghe câu nói đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Câu này thường được nhiều người nhắc đến vào dịp đầu năm với quan điểm nên mua một ít muối về nhà trong ngày đầu năm để lấy may cho cả năm. Nhưng ít người biết rằng vào tháng cô hồn tháng 7 âm, muối cũng là thứ được người xưa nhắc đến trong dịp này. Theo quan niệm của người xưa thì muối là thứ mặn, chống xú uế, có thể xua đuổi tà ma, đem lại nhiều may mắn trong gia đình, giữ cho quanh năm tình người cũng mặn mà, gia đình hòa khí, sự hòa thuận gắn bó keo sơn giữa vợ chồng, con cái. Bởi vậy, không chỉ vào ngày đầu năm mà trong tháng cô hồn, muối cũng được xem là vật có thể trừ tà, diệt khuẩn. Nên nhiều người thường mua muối trong tháng cô hồn, về bỏ hạt muối và các lọn nhỏ có thể đem để ở khóc, được cho là nhiều âm khí để xua đuổi, không cho tà ma trú ngụ trong các góc nhà. Chiếc búa hộ mệnh thứ hai mà quý gia chủ nên mang bên mình chính là củ tỏi. Theo quan niệm của dân gian thì ma quỷ rất sợ mùi tỏi. Việc bản mệnh mang củ tỏi bên mình sẽ làm giảm đi tinh khí của vong hồn ma quỷ. Vì vậy, trong tháng cô hồn, mọi người cần để một nhánh tỏi trong ví để phòng tránh tà ma đeo bám, nhất là những người kinh doanh buôn bán luôn cho một chùm tỏi lớn ở phía trước cửa hàng. Việc sử dụng tỏi trừ tà rất hay và hiệu quả, không chỉ xua đuổi vong hồn đeo bám mà còn kích thích vận may, tài lộc đến với gia chủ. Vật phẩm bình an thứ ba chính là pháp khí phong thủy, bùa hộ mệnh hàng đầu về việc xua đuổi tà ma, đó chính là bát bảo tâm kinh. Theo truyền thuyết của nhà Phật, trong Phật giáo có 8 pháp bảo xua đuổi tà ma và mang lại các tường may mắn. Bát bảo tâm kinh là 8 pháp khí linh thiêng của Đức Phật. Hình ảnh bát bảo tâm kinh được chạm khắc trên các mạ đà la là biểu tượng của sự gia trì hoàn hảo. 8 pháp bảo đó còn được gọi với cái tên Chát Tây Đạt Kiệt trong Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Tương truyền, bát bảo các tường gồm 8 loại pháp khí là lọng bảo cái, song ngư, bình báu, hoa sen, tù và, kết thắt vô tận, tràng phan chiến thắng và bánh xe pháp luân. Đây là những vật phẩm mà chư thiên dùng để cúng cho Đức Phật khi Ngài giáng thế. Sau này được chạm khắc trên các bức tường, trùng đúc hay những vật phẩm phong thủy may mắn. Bát bảo tâm kinh là sự kết hợp giữa 8 pháp bảo của nhà Phật với thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Sự kết hợp kỳ diệu này mang lại may mắn và bình an cho chủ nhân sở hữu nó. Hơn nữa, tại kênh Phong Thủy Gia Cát, bát bảo tâm kinh còn được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng theo tuổi của từng gia chủ. Từ đó, vật và người hợp nhất linh khí,
giúp xua đuổi tà ma, thu hút tài lộc, may mắn, bình an cho gia chủ khi sử dụng. Truyền thuyết kể lại rằng bát bảo của nhà Phật và chú Bát Nhã Tâm Kinh là khắc tinh của tà ma. Chỉ cần nhìn hai biểu tượng này thì vong hồn, ma quỷ sẽ sợ hãi bỏ chạy, không dám đeo bám. Không những thế, bát bảo tâm kinh còn giúp gia chủ gặp nhiều may mắn, kích thêm tài lộc, sức khỏe, thêm bình an. Thứ tư, hãy mang một gói nhỏ gạo nếp hoặc đậu xanh bên người. Chúng ta đều biết rằng gạo nếp tượng trưng cho sự ấm no, sung túc, bình an. Vào tháng cô hồn, mọi người ra đường nên mang bên người túi gạo nếp để cầu bình an, may mắn. Cùng với đó là giúp xua đuổi tà ma đeo bám, tránh vận hạn xui xẻo xảy ra, làm nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng. Cùng với gạo nếp, đậu xanh được xem là thực phẩm, nguồn thức ăn của các thần tiên. Bởi thế trong tháng cô hồn, mang đậu xanh trong người khiến cho vong hồn ma quỷ khiếp sợ mà bỏ chạy, không dám đến gần. Không những thế, đậu xanh còn tượng trưng cho sự may mắn sinh sôi nảy nở, giúp chuyện làm ăn, kinh doanh trở nên suôn sẻ, thuận lợi, hành thông, tinh thần luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Đứng ở vị trí thứ 5 là diêm hoặc bật lửa nên mang trong người cũng có vai trò tương tự như muối. Diêm và bật lửa là hai vật tượng trưng cho sự ấm cúng, mạnh mẽ, nên theo quan niệm của người xưa, đây cũng là hai thứ được nhiều gia đình chọn mua vào đầu năm nhằm mục đích đem lại sự no ấm cho gia đình. Ngoài ra, theo quan niệm từ xưa thì vào tháng cô hồn, ma quỷ rất sợ ánh sáng, và diêm và bật lửa là những thứ có thể tạo ra ánh sáng. Chỉ cần thấy đồ vật này, hồn ma sợ hãi mà không dám đeo bám lại gần. Không những thế, lửa tượng trưng cho điểm tốt, may mắn khi mang bên mình, mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ, thuận lợi. Thứ 6, mang tin bài thầy tuế để tai qua nạn khỏi vào tháng cô hồn. Theo quan niệm của dân gian thì diêm vương sẽ mở cửa quỷ môn quan, cho phép ma quỷ trở về dương gian, và đến 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 thì sẽ đóng cửa lại. Do đó, thời gian này chúng ta sẽ rất dễ bị quỷ ma quấy phá, ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai. Bên cạnh việc trang bị kiến thức về tháng cô hồn, kiêng kỵ gì cho bé, bố mẹ cũng nên tuân thủ phủ. Bên cạnh việc trang bị kiến thức về tháng cô hồn, kiêng gì cho bé, thì bố mẹ cũng nên mang phủ thái tuế để trừ tà. Sử dụng vật phẩm kim bài thái tuế, nó sẽ mang tới tác dụng bình an, trở mình may mắn trừ tà và giúp hỗ trợ giấc ngủ ngon, sâu giấc hơn. Thời gian này, khi quý vị thỉnh kim bài thái tuế, thầy Gia Cát có tặng thêm quý vị một lệnh phù thái tuế để quý vị mang bên mình, cho trước cửa nhà hay để trong túi, trong ngăn bàn làm việc để được bình an, may mắn. Quý vị thân mến, bên cạnh các vật phẩm mang ý nghĩa tốt lành giúp hỗ trợ cho chuyển nhân gặp được nhiều may mắn trong tháng cô hồn mà tất cả mọi người đều có thể mang theo bên mình, thì kênh Phong Thủy Gia Cát muốn chia sẻ với quý vị thêm pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo có công năng mạnh mẽ hơn dành riêng cho cuộc mệnh ngũ hành của mỗi người. Khi mang những vật này bên mình, chủ nhân sẽ được quý nhân phù trợ trong tháng cô hồn, tránh xa phiền nhiễu ma quỷ gây ra, hóa giải xui xẻo trong cuộc sống, xua đuổi tà ma trừng khí. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng tham khảo thêm những vật phẩm phong thủy trợ mệnh tốt cho mọi người. Thứ nhất, vật phẩm may mắn cho người mệnh kim. Trong thuyết ngũ hành tương sinh, thì thổ sinh kim. Do đó, để có thể may mắn trong tháng cô hồn, những người mệnh kim nên làm cách mang theo bên mình một chút đất. Quý gia chủ có thể lấy một túi đất nhỏ, cho nó vào ví da và mang theo người trong cả tháng này. Nó vừa giúp bản mệnh tránh được linh hồn theo đuổi, điều xui xẻo giúp cả tháng có tài lộc, làm tăng thịnh vượng và tài lộc tấn tới. Thứ hai, vật phẩm may mắn cho những người mệnh thổ. Mệnh thổ được sinh ra từ mệnh hỏa. Vì vậy, tháng cô hồn, bản mệnh nên mang bật lửa trong người có thể được may mắn. Đồng thời, theo quan niệm của cha ông ta, ma quỷ thường rất sợ sáng, bao diêm và bật lửa là sự tượng trưng cho ánh sáng. Vì vậy, khi mang theo trong túi, nó sẽ giúp cho những người mệnh thổ tránh được ma quỷ đeo bám, gặp nhiều may mắn, công việc, cuộc sống trở nên thuận lợi hơn. Thứ ba, vật phẩm may mắn cho người mệnh thủy. Trong phong thủy thì kim sinh thủy. Vì vậy, đối với những người thuộc mệnh thủy thì trong tháng cô hồn có thể đeo thêm vàng hoặc bạc lên người.
Nó có thể giúp kích thích được năng lượng tốt hơn, giúp mọi việc đều trở nên thuận lợi. Vật phẩm phong thủy bằng bạc tốt nhất trong tháng cô hồn là Bát Bảo Tâm Kinh và Minh Quang Pháp Bảo. Đây là hai vật phẩm phong thủy nhà Phật giúp mang lại may mắn, bình an cho gia chủ mệnh thủy. Thứ tư, vật phẩm may mắn cho người mệnh hỏa. Đối với những người mệnh hỏa trong tháng, nên mang theo bên mình những vật phẩm bằng gỗ, đặc biệt là các vòng gỗ. Nếu như những ai muốn tăng thêm sinh khí thì có thể lấy thêm cây gỗ của những nhà. Chắc chắn nó sẽ giúp cho bản mệnh gặp nhiều may mắn, bình an. Một trong các loại vật phẩm phong thủy bằng gỗ thì gỗ huyền long, gỗ xưa, gỗ tử đàn là ba loại vương mộc, là gỗ quý có tính chất kỵ tà ma, chưa mời quý nhân, giúp gia chủ có được mọi sự hanh thông, thuận lợi. Ba loại gỗ trên kết hợp với ba viên đá mã não đỏ tạo nên pháp khí vòng tam hợp quý nhân. Sử dụng bộ tam hợp quý nhân hóa giải những vận đen liên miên xảy ra, chưa mời quý nhân tương trợ, giúp gia chủ tránh được tà ma đeo bám, công việc hanh thông, thuận lợi, từ đó tiền vào như nước. Thứ năm, vật phẩm may mắn cho người mệnh mộc. Trong ngũ hành tương sinh thì thủy sinh mộc, do đó các chuyên gia phong thủy khuyên rằng bản mệnh có thể lấy chút muối hạt trong nhà bỏ vào túi mang theo bên mình trong tháng cô hồn. Vật phẩm này được xem như là một lá bùa hộ mệnh và nó giúp thu hút vận may mang về trong tháng cô hồn. Đi chui vào túi, tình duyên trở nên mỹ mãn. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau để tìm hiểu về vật phẩm may mắn giúp xua đuổi tà ma, chướng khí nên mang bên người trong tháng cô hồn. Cùng với đó là những chiếc vòng phong thủy dành cho từng chủ nhân theo cung mệnh khác nhau. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.